Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên đề an toàn thực phẩm. Chương trình do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng định kỳ chiều thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khi mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì bên cạnh các biện pháp dự phòng lây nhiễm Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, người dân cần tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để góp phần phòng chống dịch Covid-19. Bởi có những thói quen không tốt khi nấu nướng và ăn uống là nguyên nhân gây ngộ độc khiến thực phẩm trở thành độc dược, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Một câu chuyện nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bà nội trợ, đó là lựa chọn thực phẩm như thế nào để bảo đảm an toàn trong chế biến thực phẩm để giảm nguy cơ nhiễm Covid-19. Và đây sẽ là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, để tăng sức đề kháng trong mùa dịch, việc sử dụng các loại thực phẩm nên tránh hoặc là cần bổ sung cho cơ thể là rất quan trọng. Để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch, người dân cần lưu ý lựa chọn thực phẩm bảo đảm an toàn cho sức khỏe của mình cũng như là gia đình. Tuy nhiên, lựa chọn thực phẩm như thế nào là an toàn, cách chế biến ra sao để bảo vệ sức khỏe trong những lúc dịch bệnh như thế này thì không hẳn ai cũng có suy nghĩ giống nhau. Gia đình chị Nguyễn Thị Cẩm Tú hiện đang sống tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh có 4 thành viên. Mỗi ngày, dù bận rộn với công việc như thế nào, thì ngoài buổi ăn sáng, chị vẫn luôn đảm bảo nấu nướng cho cả nhà hai bữa ăn chính là trưa và tối, hạn chế tối đa việc ăn uống bên ngoài. Với chị, sức khỏe gia đình là thứ quan trọng nhất, mà một trong những thứ đảm bảo sức khỏe chính là thực phẩm. Bữa ăn của gia đình đó, đối với tôi rất là quan trọng về an toàn thực phẩm, về dinh dưỡng cho cả gia đình, không phải là hiện tại bây giờ mà tương lai lâu dài, về sức khỏe của mình, về công việc của mình, rồi con cái để học hành, nên là mình phải lựa chọn thực phẩm như thế nào cho hợp lý cho gia đình mình. Mình rất là quan trọng bữa ăn dinh dưỡng cho gia đình. Vào mùa dịch như thế này á, thì mình hay nói với bà xã mình đó, nên là một tuần đi chợ khoảng 2 lần thôi, vừa đủ cho ăn một tuần, rồi về nhà mình ăn xong, rồi mình qua tuần sau mình đi tiếp, để hạn chế đi ra đường rồi tiếp xúc với nhiều người. Nhưng mà đặc biệt là phải vào mùa dịch đó, là phải đến những siêu thị hay là những bách hóa, mình lựa chọn những thực phẩm tươi ngon để cho đảm bảo cho sức khỏe cho gia đình. Cũng giống như nhiều gia đình khác, trong những ngày xảy ra dịch Covid-19, gia đình chị Cẩm Tú chú trọng hơn đến vấn đề dinh dưỡng hàng ngày trong bữa ăn để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống lây nhiễm bệnh. Trong đó, đặc biệt chú ý đến cách bố trí các bữa ăn trong ngày cho hợp lý, cũng như cách uống nước khoa học, tránh để cơ thể bị thiếu nước, đảm bảo sức khỏe. Khi mà đi chợ thì tôi phải chọn những thực phẩm tươi ngon để đảm bảo cho sức khỏe cho gia đình. Rau là phải có, rồi trái cây bổ sung vitamin để cho mình cái mùa dịch này nó an toàn hơn. Ví dụ như là một món xào của tôi này, là một món canh là rau là chính nè, với một món là thịt hoặc cá, đặc biệt là cách chế biến như thế nào để đủ nguồn dinh dưỡng cho cả gia đình. Hiện tại là đang là mùa nóng nè. Thức ăn thì về trái cây á, thì mình hay dặn bà xã mua dưa hấu, mua chuối, hay là đặc biệt là cam cho nó có vitamin C vào cái mùa dịch. Còn nước thì bà xã mình hay nhà bà hay mua cái bí đao á, bí đao trái về mình sắc ra, rồi phơi khô xong rồi mình bỏ lên chảo mình làm cho nó khô hơn nữa đi, để bỏ vô hũ mình bảo quản cho được lâu, rồi mình lấy cái đó mình nấu nước mình uống rất là mát. Trong bữa ăn của gia đình, chị Tú cũng đa dạng các loại thực phẩm tươi sống, ăn ít chất đường, chất béo và muối, hạn chế hoặc tránh các loại thực phẩm công nghiệp chứa chất béo như các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ ăn vặt, đồ chiên, v.v. Cùng với việc ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm và dưỡng chất, thì chế độ làm việc, nghỉ ngơi cũng cần phải hợp lý. Rõ ràng, chế độ ăn uống đóng góp một phần rất lớn đến sức khỏe mỗi người. Những người biết ăn uống cân bằng thường có hệ miễn dịch tốt hơn. Ngoài ra, giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh mãn tính cũng như các bệnh lý nhiễm trùng, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Ai cũng lo lắng làm sao bảo đảm an toàn sức khỏe của chính mình cũng như là người thân. Không biết là với các văn nghệ sĩ thì họ nghĩ gì về vấn đề này? Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ với một nghệ sĩ khách mời. Nghệ sĩ ấy là ai? Xin mời quý vị. Giới thiệu cùng quý vị, ca sĩ khách mời của chương trình hôm nay, Triệu Linh.
Triều Linh xin chào Đức Mạnh, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ca sĩ Triều Linh có ghi hình một số chương trình ca nhạc trong đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và Đức Mạnh đã bắt cóc Triều Linh ra quán cà phê của đài để cùng trò chuyện với chị vài câu chuyện nho nhỏ trong mùa dịch như thế này. Những ngày qua khi mà dịch bệnh diễn ra thì cuộc sống mình có bị xáo trộn nhiều lắm không chị Triều Linh? Mình cũng ở nhà ít đi ra ngoài hơn, mọi chuyện nó phải sắp xếp theo cái tình tự nó khác đi một chút. Tết xong mà có dịch cho đến bây giờ thì lịch chuyển như thế nào chị Linh? Ngày mùng 6 Tết đó, Triều Linh có một cái dự định làm một cái live show ở Đà Nẵng. Nhưng mà vì cái dịch này nó diễn ra nó nhanh quá cho nên là mọi thứ phải dừng lại là cái thứ nhất. Thứ hai nữa đó, mọi cái show diễn đều phải bị hủy. Lý do là để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Khi mà chưa có dịch Covid-19 xảy ra đó thì em thấy là lịch chuyển của chị rất là bận rộn. Vậy những ngày đó ăn uống của mình như thế nào chị Linh? Thường thì là Triều Linh hay đặt món về nhà hoặc là về cái nơi mình diễn để ăn chứ không có nấu kịp, tại vì mình không có đủ thời gian để mà sắp xếp, vì nấu ăn là một quá trình sắp xếp nó rất là nhiều thứ, khi đó nó mới ra được cái món mà mình ưa ý. Những ngày diễn ra dịch bệnh như thế này nè, trong bữa ăn của mình cái thực đơn hàng ngày nó như thế nào? Qua cái dịch bệnh này thì mình tìm hiểu nhiều hơn về sách, về những cái món ăn mà cần thiết cho bồi bổ cho cơ thể để có sức đề kháng chống lại bệnh tật. Thì đầu tiên thì cái lượng vitamin mà để cho vô cơ thể mình nhiều hơn thì là nước cam hay là những cái món ăn có rau nhiều hơn, nhiều món ăn nó có bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn. Thường là cái menu của mình một bữa ăn của mình nó gồm những cái món gì một bữa chính? Cái menu của Triều Linh thì là có 3 món. Món chính là cá kho tộ, hoặc là thịt rim, hoặc là gà rô ti, hay là một món gì vân vân. Và món thứ hai là cái món canh chua cá lóc hoặc là món canh cua rau đay, rồi thêm một dĩa đậu hũ chiên giòn chấm mắm tôm, và một dĩa rau, không thể nào thiếu một dĩa rau, bởi vì cái đó là một cái trong những cái món mà ăn nó vừa kèm theo vị mà nó vừa kèm theo rất là nhiều dinh dưỡng và cho cái sức khỏe mình. Thức uống hàng ngày trong mùa dịch này thì như thế nào ạ? Thay vì trước đây món uống và nước mà mình uống thì là nó sẽ là nước lọc là chính, nhưng mà có kèm theo nước cam, nhưng mà cam không phải là uống hoài được. Nhưng mà riêng cái mùa dịch thì là mình bổ sung cam nè, nước trái cây này, nước ép này, món nọ, nếu nhiều cái thứ nước khác nữa. Cái này là theo suy nghĩ chủ quan của Triều Linh thôi, còn cái phần còn lại là chắc phải nhờ Đức Mạnh kết nối với chuyên gia để biết rằng cái món ăn nó thực sự là nó dinh dưỡng đến như thế nào. Có nghĩa là mình vẫn còn hơi là phân vân là suy nghĩ chủ quan của mình nó có đúng với những gì mà của chuyên gia. Đúng rồi. Thực ra suy nghĩ của chị Triều Linh cũng là suy nghĩ của rất nhiều bà nội trợ mà khi Đức Mạnh thực hiện chương trình này phỏng vấn thì Đức Mạnh biết được thông tin đó. Và để trả lời câu hỏi của chị Triều Linh cũng như là thắc mắc của nhiều quý vị khán giả thì Đức Mạnh đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia về an toàn thực phẩm, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan. Bây giờ thì xin mời chị Triều Linh cũng như là quý vị khán giả chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi này. Xin chào chị Phong Lan. Hôm nay Đức Mạnh xin phép được trò chuyện với chị về một chủ đề khá là thân thuộc hàng ngày. Đó là đảm bảo an toàn trong chế biến thực phẩm để mà giảm nguy cơ nhiễm Covid-19. Rồi. Đức Mạnh hỏi chị Phong Lan câu đầu tiên, đó là những ngày qua thì việc chợ búa nè, nấu nướng ăn uống nhà mình có thay đổi gì lắm không chị Lan? Bản thân nhà tôi thì không có gì thay đổi. Tại vì từ trước tới giờ thì do cái đặc thù công việc mình đi suốt nè, cho nên mình cũng không phải lo chợ búa nấu nướng, là mẹ mình làm. Đó, nhưng mà nó cũng có một thay đổi chút xíu. Tức là tôi phải chuẩn bị sẵn cái lượng thực phẩm để sẵn trong nhà, để cho là những người lớn tuổi như mẹ tôi không có phải đi ra đường thì cái nguy cơ nó lớn hơn. Còn khi nãy thì Đức Mạnh có nói về là chế biến thực phẩm như thế nào để giảm cái nguy cơ là Covid-19. Thì thực ra từ trước tới giờ chúng ta chỉ để ý cái khía cạnh là chế biến thực phẩm như thế nào để là không có bị nhiễm vi sinh, để không có bị những cái ngộ độc thực phẩm thôi. Tức là thí dụ như phải mua về thì phải chế biến càng sớm càng tốt. Nếu như mà trữ đông lạnh hay gì thì phải đúng nguyên tắc, rồi không có được rã đông nhiều lần chẳng hạn, rồi cũng không có được để trong tủ lạnh quá lâu, nó sẽ mất chất dinh dưỡng và đồng thời là có thể có những cái mầm bệnh nó xâm nhập. Rồi sau đó lúc chúng ta nấu thì phải bảo đảm là ăn chín uống sôi, tức là nấu phải chín kỹ. Và đặc biệt trong cái mùa dịch này thì chúng ta sẽ hết sức là hạn chế sử dụng những cái món tái, những cái món mà nó còn sống vân vân, phải nấu chín kỹ là tốt nhất. Rồi sau khi nấu xong rồi thì phải bảo đảm ăn trong một cái khoảng thời gian như thế nào cho nó phù hợp. Trong cái mùa dịch Covid này thì cái chúng ta quan tâm
là cái con virus corona. Từ trước tới giờ thì chúng ta chỉ yêu cầu là trong nấu bếp, mà đối với những cái trường hợp như suất ăn sẵn rồi bếp ăn tập thể cho nhiều người á, rồi kể cả thức ăn đường phố múc cho rất nhiều người rồi ở hàng quán, thì phải đeo khẩu trang. Từ trước tới giờ vẫn thế, đúng không? Thế thì trong mùa dịch này lại càng phải lưu ý cái vấn đề này hơn. Bởi vì trong cái đeo khẩu trang thì chúng ta sẽ giảm được cái nguy cơ khi nói chuyện, khi chế biến thức ăn, thì coi như là đấy, những cái dịch tiết của mình nó có thể văng ra và nó rớt vô đồ ăn, hoặc là nó bám vào những cái dụng cụ, rồi nó sẽ dễ dàng là gây lây nhiễm hơn. Đó. Rồi trong cái ăn uống thì ngay cả trong gia đình thì chúng ta cũng nên giữ một cái khoảng cách, cũng không ngồi quá gần. Thứ hai, nếu không thì hạn chế là trong lúc ăn uống thôi, đừng có nói chuyện. Nói càng ít càng tốt. Thì đó là những cái hạn chế một cách thông thường. Nhưng mà đương nhiên ở đây không phải là cái vấn đề diệt virus, mà vấn đề là gì? Không có tạo môi trường để cho nó tiếp tục và nó lây lan. Đó. Thì trong cái thực phẩm thì chỉ là đơn giản như vậy thôi. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là làm sao chế biến đúng cách để bảo đảm được thực phẩm nó giữ được chất lượng và nó giữ được cái độ sạch của nó. Nói gì nói thì khi dịch bệnh xảy ra thì vẫn phải ăn, vẫn phải uống. Vậy thì từ góc độ của Ban Quản lý an toàn thực phẩm, chị Phong Lan có khuyến cáo gì cả đơn vị sản xuất và người tiêu dùng không ạ? Khi mà dịch bệnh xảy ra thì cái yêu cầu ăn nó phải an toàn, nó càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đối với người sản xuất, bắt buộc phải tuân thủ những nguyên tắc về sản xuất và phân phối thực phẩm an toàn như trước mùa dịch đã làm. Và trong mùa dịch lại càng phải tăng cường hơn nữa. Và xin khuyến cáo là trong mùa dịch này, có thể các công sở rồi hệ thống chính quyền của chúng ta có những công việc giải quyết qua online là chính, ít khi tập trung để đi làm, tập trung nhiều trong công sở. Nhưng mà hệ thống thanh tra chúng tôi vẫn trực chiến, chúng tôi vẫn bảo đảm hoạt động, bởi vì cái này không thể không có được. Đó. Để bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn có. Cho nên không phải là cứ là bảo là thôi dịch mà, rồi thì làm chăng hay chớ, rồi sao cũng được, không được đâu. Bởi vì chúng ta cũng phải thấy là vai trò của mình rất là lớn, đúng không? Nếu như người dân đã là mùa dịch bệnh rồi, đã ở trong nhà bức bối lắm rồi, mà lại còn ăn uống không an toàn nữa, rồi để người ta bị ngộ độc thực phẩm phải đưa vào bệnh viện, thì với những cái nguy cơ dịch bệnh như thế này, thì thử hỏi là lương tâm chúng ta có thể chịu nổi hay không? Đó là đối với người sản xuất thì chúng tôi khuyến cáo, yêu cầu và bắt buộc. Còn đối với cộng đồng, đối với người dân, vẫn phải là đấy, hết sức lưu ý tới cái an toàn thực phẩm. Không phải là vì dịch bệnh mà nó tha đâu. Đó. Và nếu như để xảy ra những cái sự cố thì nó lại càng nguy hiểm gấp 10. Khi mà chúng ta phải là đấy cấp cứu ở bệnh viện. Bởi vì ở tình thế mà đang dịch bệnh như thế này thì cái nơi lý tưởng nhất cho chúng ta là ở yên trong nhà. Với điều kiện là phải còn đủ sức khỏe, còn đủ thức ăn, còn đủ những cái phương tiện để sống ở trong nhà. Chứ nếu vì lý do gì đó chúng ta phải đi ra đường, mà đặc biệt là lại phải đi vào bệnh viện, thì có thể cái hậu quả nó sẽ là rất là thảm khốc. Thì rất mong người dân ủng hộ cho chính quyền thành phố trong cái việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Và chúng tôi cũng bảo đảm an toàn thực phẩm với điều kiện chúng ta ít đi ra đường, tăng cường mua bán ở những cái website uy tín, ở những cái số điện thoại, những cái cửa hàng mà chúng ta cũng đã biết rồi, nó bảo đảm cái chất lượng. Và nếu như có bất kỳ sự cố nào, chúng ta hãy gọi cảnh báo cho cơ quan chức năng để chúng tôi có thể giải quyết một cách kịp thời nhất. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan đã dành thời gian cho chương trình hôm nay ạ. Vừa rồi chúng ta đến với những chia sẻ của chuyên gia, chị Triều Linh thấy như thế nào? Thật là thú vị. Triều Linh nấu những món trước đây là bằng cái cảm quan, bằng cái kinh nghiệm, nhưng mà chưa có nắm hết được như khi được nghe chuyên gia nói. Cái này nó cho Triều Linh nhiều kinh nghiệm hơn khi lựa chọn thực phẩm, có cái cách nhìn khác, bổ sung thêm cho Triều Linh những cái gọi là thiếu sót. Rồi lâu nay khi mình làm những cái bữa ăn cho gia đình và làm cho cái món ăn nó phong phú hơn. Đặc biệt là trong mùa dịch này đúng không? Nhất là trong cái mùa dịch này nữa. Đức Mạnh rất là vui khi được trò chuyện cùng với chị Đùi Linh trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc chị thật nhiều sức khỏe nè, đặc biệt là trong mùa dịch này. Rồi sau đó thì mình biểu diễn trở lại để phục vụ cho khán giả, chị Đùi Linh nhé. Cảm ơn Đức Mạnh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và nghe cuộc trò chuyện giữa Đức Mạnh và Triều Linh. Cảm ơn chị Đùi Linh đã đến với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề an toàn thực phẩm cũng đã hết. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Ban Chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, phát sóng định kỳ chiều thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này chiều thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV9. Quý vị nhé.